Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Sophie Am. Hôm nay mình đang cầm trên tay một chiếc Samsung Galaxy mà đã gây bão trên thị trường những ngày gần đây. Bàn luận về mức giá của nó, về cấu hình của nó, về các cái tính năng của nó và tại sao Samsung đặt cho nó cái mức giá lên đến là gần 9 triệu đồng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một thứ và có lẽ là cái thứ quan trọng nhất khiến cái máy này có cái mức giá như vậy. Mình và các bạn sẽ cùng nhau đánh giá camera của chiếc Samsung Galaxy A6 cộng với mức giá hơn 8 triệu đồng khi mua máy tại Safonet. Chiếc A6 cộng này nằm trong phân khúc tầm trung, suýt nữa thì cao cấp. Trên chiếc A6 cộng này Samsung tập trung vào camera và thiết kế. Nhưng hiện nay cái thiết kế màn hình 6 inch viền mỏng, tỷ lệ 18:5:9. Độ phân giải Full HD cộng này của cái chiếc A6 cộng này đã được rất nhiều hãng áp dụng cho nhiều mẫu smartphone ở mức giá thấp hơn. Vậy liệu camera có giúp đem lại cái sự quan tâm của người dùng cho chiếc Galaxy A6 cộng hay không? Hãy xem cái bài đánh giá chi tiết camera của A6 cộng ngày sau đây. Trước khi bắt đầu video, nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình sẽ để link của Savonet dưới phần mô tả video. Hiện giờ đang tặng 900.000 nên giá cũng rẻ hơn khá khá. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thứ nhất là về cấu hình phần cứng của camera trên Galaxy A6 cộng như sau. Chúng ta có camera chính là 16MP của độ f1.7. Camera phụ là 5MP của độ f1.9, lấy nét theo pha flash LED đơn và khả năng quay phim Full HD 30 giây. Còn mặt trước camera selfie có độ phân giải khá cao, cao hơn camera chính là 24MP cầu độ f1.9, có flash LED để hỗ trợ các bạn selfie tốt hơn và có cả flash trên màn hình luôn. Nói về tổng quan thì phần mềm giao diện của A6 cộng khá là giống với Galaxy A8, cũng có tính năng chụp ảnh với sticker và Bixby Vision. Camera trước cũng có tính năng selfie xóa phông ảo tung trào, light focus, nhưng chỉ với một camera chứ không phải hai camera như chiếc Galaxy A8. Bù lại thì flash đằng trước của A6 cộng có lợi thế hơn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Phần camera sau của chiếc A6 cộng với camera chính 16MP như chúng ta vừa mới nói, khẩu độ lớn hơn là f1.7, giúp phần nào cho việc chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn, được hỗ trợ bởi một camera phụ 5MP f1.9 cho chúng ta khả năng lấy nét động và đem lại hiệu ứng xóa phông khá là ảo diệu. Thêm vào đó thì camera sau được đưa vào tính năng Add Bokeh, cho hiệu ứng bokeh rất là đa dạng và siêu lung linh, tạo nét kiểu chấm phá cực kỳ độc đáo. Về chất lượng hình ảnh, nhìn chung camera trước và sau đều đem lại chi tiết và giải nhạy sáng tốt, màu sắc thì khá là tươi tắn. Về camera sau thì chúng ta với cái điều kiện ánh sáng tự nhiên, tức là đủ sáng, camera sau đem lại những cái bức hình có chi tiết rất tốt, giải nhạy sáng tốt, không có gì phàn nàn. Trong một số trường hợp nếu cảnh chụp có cái độ chênh sáng giữa vùng sáng vùng tối nhiều thì cái chế độ HDR sẽ trở nên khá là hữu ích. Vùng sáng quá sẽ được giảm xuống một cách khá là tự nhiên và được đẩy sáng ở vùng tối lên. Và ảnh mặc dù có xuất hiện noise nhưng vẫn ở trong mức chấp nhận được, màu sắc thì khá trung thực. Còn điều kiện chụp ảnh trong nhà với ánh sáng hỗn hợp, chi tiết ảnh bị giảm nhẹ, nhiễu hạt có xuất hiện nhưng được kiểm soát tốt. Còn nếu các bạn để nguyên để post lên Facebook hoặc Instagram thì tóm lại là chi tiết màu sắc vẫn chấp nhận được. Còn ở trong điều kiện thiếu sáng thì ảnh trở nên khá tệ. Camera của Samsung nói chung và chiếc A6 cộng nói riêng có xu hướng đẩy sáng cho bức hình lên cao và xử lý noise. Sau đó thì hình nếu mà các bạn chụp thiếu sáng sẽ mất nhiều chi tiết và ảnh sẽ bết lại với nhau. Đó là điều mình khá là quen với các cái camera trên thiết bị Samsung rồi. Còn về cái chế độ mà Samsung quảng cáo rất nhiều, đó là Light Focus cũng như là Add Bokeh. Do có cụm camera kép và khẩu độ camera chính khá là lớn là f1.7, phần rìa của ảnh được thể hiện chính xác và nhất là trong các cái điều kiện đầy đủ sáng. Do vậy hậu cảnh được làm mờ một cách ảo diệu và gần như cái viền nó không bị lẹm vào. Về cái tính năng Add Bokeh thì theo mình đây là một tính năng khá là hay ho, làm cho bức ảnh trở nên kiểu lung linh vi diệu hơn. Trong điều kiện đủ sáng và có nhiều điểm sáng ở đằng sau hậu cảnh thì tính năng khá là dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần chụp ảnh bằng chế độ Light Focus hay tiếng Việt nó là lấy nét động thì có thể chỉnh được bokeh và độ mờ hậu cảnh. Với một số trường hợp thiếu sáng hoặc thừa sáng hậu cảnh hoặc hậu cảnh quá là gần chủ thể thì tính năng này sẽ không hoạt động. Còn nếu một khi đã chụp được thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh bokeh cho thành hình trái tim, sao sủng hoặc là cảnh tùy theo sở thích của người. Thì đây là cái tính năng khá là hay ho dành cho các bạn trẻ để sống ảo. Nhưng mà mình không biết là liệu các bạn dùng này bao lâu sẽ chán. Và cuối cùng là cái chế độ Pro Mode. Chế độ này cho phép người dùng chỉnh thêm được ISO này, cách thức đo sáng này, cân bằng trắng này. Nhưng khá là tiếc là lại không chỉnh được tốc độ màn chập. Do vậy thiếu hẳn cái khả năng phơi sáng. Thì chế độ này có vẻ không được pro lắm như cái tên gọi của nó. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu một chút về camera trước. Trong điều kiện đầy đủ sáng thì cảm biến 24MP của cái camera trước này cho ra độ chi tiết rất là tốt, màu sắc trung thực, độ sáng được đẩy lên làm nổi bật khuôn mặt. Chế độ làm đẹp cùng với các cái kiểu tùy biến là mịn da, thon mặt, to mắt thì đương nhiên có từ rất lâu trên các máy Samsung rồi, giúp cho trẻ em sống ảo tốt hơn mà không cần đến camera 360. Và camera trước này cũng có thể dùng cái chế độ selfie focus
giúp xóa phông bằng camera trước luôn. Chỉ với một camera đơn, xóa phông selfie thì sẽ được thực hiện bằng phần mềm chưa thực sự tốt nhưng cũng camera kép ở phía sau, nhưng cũng đủ để cho ra những bức ảnh tự sướng, kiểu nổi bật hơn, vi diệu hơn. Và nếu các bạn chụp ảnh đủ sáng thì nhìn sẽ như kiểu các bạn chụp bằng máy ảnh vậy. Nói chung là khá là tốt camera trước. Còn trong cái điều kiện thiếu sáng, chi tiết camera trước vẫn tương đối tốt nhưng không thể nào so sánh được với lúc đủ sáng đương nhiên rồi. Và noise sẽ bắt đầu xuất hiện khá là rõ rệt. Còn về khả năng quay video thì độ giải tối đa khi quay cả cam sau và cam trước là Full HD 30 hình/giây. Cái máy này không có chống rung quang học, nhưng bù lại cái máy khá đầm, nên là với cái đôi tay gọi là chiến sĩ của anh Bằng ấy, thường xuyên quay tay, thì ông ấy có thể quay được rất nhiều cái thước phim mà không quá rung. Thì mình cũng đã thử quay một số cái cảnh ở ngoài trời, video đem lại cái chi tiết ổn, không có gì là quá là xuất sắc. Màu sắc thì được cái là khá là trung thực, nhưng nếu mà trời tối quá ấy, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Chất lượng khá là tệ, thực sự là tệ luôn, nó không phải là trung bình nữa mà khá là tệ. Hình ảnh bệt khá nhiều, màu sắc bị nhạt màu một cách rõ rệt. Chất lượng âm thanh thu được trong video cũng tốt, không có vấn đề gì để phàn nàn. Tóm lại thì những kết luận của mình như sau. Theo mình thì camera cả trước và sau của Galaxy S6+ rất tốt. Nhưng nó rất là khó để có thể biến chiếc điện thoại này thành một chiếc siêu phẩm chụp hình, và rất khó để làm thay đổi ý kiến của nhiều người về nó. Với điều kiện đầy đủ sáng thì camera chụp tốt, không quá ấn tượng nhưng cũng không có gì để phàn nàn nhiều. Nhưng đến khi thiếu sáng thì camera lại gặp khá nhiều khó khăn, chưa xứng đáng với tầm giá của thiết bị. Tính năng xóa phông thì quá nhiều máy hiện nay đang được trang bị, nhưng có một điểm sáng là tính năng add bokeh ảo diệu. Mình thấy chưa có hãng nào ngoài Samsung làm tính năng này, nhưng đây là một tính năng phần mềm, thế nên là mình nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể mong chờ nó sẽ xuất hiện trên nhiều chiếc smartphone khác của Samsung. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau chém gió về chất lượng camera của chiếc Galaxy S6+, cả camera trước lẫn camera sau. Các bạn cảm thấy thế nào? Nói riêng về camera của chiếc máy này và nói chung về toàn bộ chiếc máy, so với việc là nó được giảm giá chỉ còn loanh quanh 8 triệu đồng tại Shopfulness, link phần mô tả video, thì các bạn hãy cho mình biết ý kiến của bạn như thế nào bằng cách bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video hữu ích thì hãy để lại một like cũng như subscribe để chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video khác. Và mình là Super Heo. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Bye bye.